Xem tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, tháng 2 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Ất Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác. Điều đó đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ, nhưng mà những gia chủ tuổi Ất Dậu vẫn luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Vâng, và cũng chính nhờ lòng tốt bụng luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái riêng cho tuổi Ất Dậu trong tháng 2 âm lịch này. Trong tháng 2 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi trèo, mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung. Sự nghiệp luôn được thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết. Vậy thì trong tháng 2 năm 2022, vận trình của người tuổi Ất Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà chúng tôi cùng với quý vị phân tích, luận giải sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh thủy, tuyền trung thủy, có nghĩa là nước trong suối. Người tuổi Dậu khá biết cách ăn mặc, không quá trau chuốt nhưng rất chỉn chu. Tuổi Dậu là những người khá quan trọng về bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân. Có những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát và mạnh dạn trước đám đông. Người tuổi Dậu là những người sống tích cực và có nguồn năng lượng dồi dào, giỏi về ăn nói. Họ rất giỏi trong các vấn đề mày mò và tìm hiểu mọi thứ tường tận. Họ thích nghiên cứu và chăm chú vào những thứ họ thích và cần khám phá, nên họ hiểu biết rất nhiều, am hiểu chuyên sâu, nhiều vấn đề. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều là những người rất quyết đoán, nhạy bén, biết cách bộc lộ bản thân. Họ không bao giờ chần chừ trước cơ hội mà nắm bắt tất cả. Tính cách của người tuổi Dậu khá cục tính, họ không quá ngọt ngào lãng mạn mà mang chút kỳ quái. Dù là vấn đề gì, họ cũng là người ưa tranh luận để tìm ra chân lý. Có tính cố chấp và khăng khăng cho mình là đúng nên đôi khi cũng để vụt mất cơ hội. Người tuổi Dậu là người rất dễ nhận thấy sai lầm và khuyết điểm của người khác bởi sự tinh ý và tinh tế trong ý thức, nhưng lại không chịu chấp nhận cái sai của mình mà cố chấp bảo thủ với định kiến của bản thân. Năm 2022 là một trong những năm quan trọng của gia chủ trên phương diện học tập. Năm nay các bạn sẽ phải đối mặt với kỳ thi đại học quan trọng bậc nhất cuộc đời. Bản mệnh cần phải hết sức tập trung, cố gắng, dù gặp phải khó khăn cũng không nên nản chí. Hãy tự nhắc nhở bản thân, càng cố gắng bao nhiêu thì bạn lại càng gần với ước mơ của mình bấy nhiêu. Trong chuyện gia đình tháng này, mối quan hệ giữa bản mệnh và cha mẹ dễ nảy sinh mâu thuẫn xung đột. Bạn không nên đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, gạt bỏ lời khuyên nhủ của người lớn tuổi. Hãy học cách lắng nghe những người đi trước, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Ngoài ra không nên để chuyện tình cảm lứa đôi gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính. Hãy xác định việc cần làm trước mắt của mình là gì để có thể hướng, phấn đấu phù hợp bạn nhé. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp quý âm thủy nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết bất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Ất Dậu cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Ất Dậu trong tháng 2 năm 2022 cho thấy có nhiều bạn đạt được thành tích tốt, có sự tiến bộ trong việc học tập. Nhưng bên cạnh đó cũng có những bạn vẫn còn lười biếng và chểnh màng, không tách biệt thời gian học tập và thời gian cho sở thích cá nhân. Cạnh tranh trong học tập cũng tăng lên, bạn thường sẽ vì vấn đề điểm số thua kém người khác mà phiền muộn. Ở độ tuổi này, cảm xúc thay đổi bất thường, thường hay mất tập trung, phân tán sự chú ý, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài nên thành tích học tập thường không ổn định, thậm chí là có dấu hiệu đi xuống. Với những bạn đã đi làm hoặc bắt đầu đi làm thêm, môi trường mới khiến cho bạn phải khá vất vả mới thích nghi được. Hãy làm việc thật chăm chỉ và cầu tiến, tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn ở phía trước. Vào giai đoạn này, người lớn, đặc biệt là các bậc cha mẹ và thầy cô đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh và định hướng con trẻ, tránh tình trạng học đòi những thói hư tật xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Dậu để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vấn đề tài chính của người tuổi Dậu về cơ bản vẫn được gia đình đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ phải chi tiêu một khoản không nhỏ cho sở thích cá nhân và thấy tiền tiêu vặt là không đủ, từ đó có suy nghĩ tự mình kiếm thêm tiền từ các công việc tạm thời hoặc học bổng. Điều này phụ thuộc vào khả năng, sự học hỏi và cả sự cho phép từ phía gia đình. Bạn nên tham khảo ý kiến của cha mẹ trước khi quyết định bất cứ một điều gì. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng đầu năm 2022, sức khỏe của con giáp này không có điều gì đáng lo ngại. Vì đang ở độ tuổi mới lớn nên cần phải chú ý nạp đầy đủ dưỡng chất, sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục thường xuyên để cơ thể phát triển tốt. Vấn đề ăn uống cũng cần phải để tâm, hạn chế ăn uống theo sở thích, nhất là những thức ăn đường phố, rất dễ bị ngộ độc thực phẩm hoặc mắc các chứng bệnh về dạ dày. Các gia chủ tuổi Ất Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi năm 2022, đào hoa khởi sắc giúp cho người tuổi Ất Dậu kết giao được với rất nhiều bạn bè mới, mở rộng mối quan hệ. Một số bạn bắt đầu nảy sinh tình cảm khác giới, ít nhiều ảnh hưởng đến việc học hành. Nhưng vì ở độ tuổi đang lớn nên cái tôi khá cao, bạn có thể tỏ ra khó chịu với sự can thiệp từ gia đình về các mối quan hệ của riêng mình. Cần phải tỉnh táo để nhìn ra đâu là mối quan hệ bạn bè tốt mà mình nên duy trì, đâu là mối quan hệ độc hại cần tránh càng xa càng tốt để không gây ảnh hưởng tới tương lai. Hơn nữa, cha mẹ là người đi trước sẽ có cái nhìn tinh tường và hiểu lòng tốt xấu ra sao. Bạn nên lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn thay vì đối chọi chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. Tổng quan tháng 2 âm lịch, năm Nhâm Dần 2022, tháng Quý Mão. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão, lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với những người tuổi Ất Dậu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lưu Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 2 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim.
Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 2 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết rằng là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành và quan tâm theo dõi cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.